Rồi mời em gái. Rồi ngồi xuống đi em. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ hai bạn về vị trí của mình rồi ha. Giờ sẽ giới thiệu lớn lên để cho người bạn bên kia có thể nghe rõ những thông tin của mình. Em trai giới thiệu trước. Anh tên Phan Hữu Nhân. Anh 30 tuổi. Hiện tại anh đang làm việc công ty Quang Phương bên ngành nâng cấp xe máy. Quê ở Quảng Ngãi nhưng mà sinh trưởng ở đây. À, giờ đang sống với ai? Đang sống với chị em. Cha mẹ thì mất hết, nhà có hai chị em thôi. À, là giờ sống với chị. Dạ. Chị có chồng chưa? Chị có chồng và có đứa, một đứa con. Rồi. Em mai mốt là lấy vợ rồi ra riêng hay là ở với chị luôn? Ở chung. Nhưng mà không bên sát bên có nhà chị hai bên đó ở. Rồi còn cái nhà mà đang ở là nhà của ai? Nhà của mẹ. À, là ba mẹ để lại. Mẹ để lại chứ ba thì không có. Ba thì có đường 12 mà ba mình bên nội bán hết rồi. À, nhà đó của mẹ để lại. Dạ. Nó gõ cái bà mẹ. Thật thà dễ sợ luôn. Nhà bự không? Nhà nằm đường nào? Nhà nhỏ nằm ở bây giờ nó đổi thành Dương Bạch Mai rồi. Đối diện ủy ban quận 8 luôn. Rất là thiệt tình. Là bộ hỏi vậy thôi mà khai nhân khẩu là hỏi ra hết trơn hết trọi luôn. Thiệt tình là một điểm cộng nha. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Kim Cương. Em sinh năm 91. Em làm việc và sinh sống tại Hóc Môn luôn. Quê ngoại em ở Kiên Giang nhưng mà gia đình em là lên đây lâu lắm rồi. Hiện tại công việc của em là quản lý mầm non. Là gần như là chủ nhóm luôn á. Là không có dạy, mình chỉ quản lý về sổ sách trường ốc thôi. Dạ đúng rồi. Nằm ở Hóc Môn luôn. Dạ. Còn em là làm việc ở quận mấy? Dạ hiện tại em làm việc ở quận 5. Rồi ở Nguyễn Như Dương, quận 5. Quận 5 biết Hóc Môn không? Dạ biết. Nhưng mà hẹn hò hơi xa, chạy xuống cả tiếng á. Quận 5 mà chạy về Hóc Môn gần cả tiếng á. Nói chung là nếu hai đứa hợp thì xa cỡ nào em cũng đi cũng được. Long An em cũng đi được, nó chưa có Hóc Môn. Rồi ok. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Nói chung là cơm nước gia đình là em lo được hết. Rồi khả năng nói chuyện của em cũng không đến nỗi. Nói chung em hòa đồng vui vẻ. Em đang sống với ai? Ba mẹ? Dạ gia đình em luôn. Dạ. Rồi nhà đông anh chị em không? Có mẹ thôi, ba em mất lâu rồi. Có 6 anh chị em nhưng mà ba người có gia đình rồi. Còn mẹ với lại anh kế em với em với mà một thằng em út thì nó đang du học tại Nhật rồi. Có ý định bắt rễ không? Hay đi làm dâu được không? À em cũng quên là em có một đứa con nữa. À vậy hả? Dạ. Rồi chút xíu mình sẽ nói vô nói luôn với không, chuyện ý là em đang đi. Nói nhân khẩu cho nói nhân khẩu luôn đi. Dạ. Rồi giờ cái tình duyên em sao? Em là mẹ đơn thân. Con em năm nay hơn 5 tuổi rồi. Con hơn 5 tuổi. Dạ. Con trai. Con trai. Giờ đang ở với mẹ. Dạ ở với mẹ với lại ngoại luôn. Rồi ba nó đâu rồi? Từ lúc mà em có em bé á đến lúc mà nói cho gia đình hai bên biết á để lo chuyện cưới sinh á thì lúc đó em cứ nghĩ là có bầu là phải cưới. Nhưng mà mẹ em nói là thôi bây giờ hai đứa quen nhau không có được bao lâu hết. À, bây giờ lỡ rồi thôi cứ để sanh em bé ra đi xem như thế nào rồi đã rồi mình cưới cũng không có muộn. Đúng là trong quá trình mà em sanh con này kia đó thì thấy cái anh đó không có trách nhiệm. Từ cái lúc em sanh cho tới bây giờ là cũng không có lên thăm. Dạ. Lo anh không nhìn con luôn. Có lúc mà thằng bé nó được 1 tuổi thì có lên thăm mà từ đó đến nay là không lên nữa. Em nhận thấy rằng là không có trách nhiệm đối với con em rồi. Em thì em không quan trọng, em tự lo cho mình được. Mà nếu mà đối với con em không được rồi thì là em dứt luôn. Em không quan trọng. Vậy là cũng chưa có làm giấy tờ, không muốn gì hết. Dạ. À, giấy tờ là coi như là vẫn là còn độc thân nhưng dạ, mà có làm bà mẹ đơn thân. Dạ đúng rồi. Rồi, cũng thằng nhỏ cũng 5 năm rồi. Vậy dạ. Thì 5 năm nay rồi có ai đeo đuổi hay có mối tình nào khác nữa không? Nghe hoàn cảnh thì mấy đầu người ta cũng không có dè chừng lắm chị. Nhưng mà về sau ví dụ như thì người ta về người ta cũng phải suy nghĩ rằng cổ có con rồi, rồi mốt rồi con cổ rồi này kia. Em nghĩ là người ta gặp em xong sau đó là nói rõ với em là giống như là cản trở. Đúng rồi, có một đứa con là cản trở. Rồi thôi tạm thời trước hiểu như đó trước đi. Cảm xúc của em như thế nào khi nghe câu chuyện của người bạn gái này mới em kể? Thấy cũng tội lắm. Dạ, tại không cha không có trách nhiệm. Hai đứa giận nhau thiệt nhưng mà con thì con cái thì vô tội, mình phải có trách nhiệm chút xíu trong đó. Theo em là không, anh ấy rất là sai. Dạ. Nhưng mà em có ví dụ giờ em có vợ mà vợ đã có con riêng trước rồi thì em có ngại không? Em không ngại, quan trọng là người đó thông cảm mà hiểu em thôi. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 89. 89 là lớn hơn cô này 2 tuổi. Em 91 phải không? Dạ. Rồi giờ chị hỏi thiệt là công việc em ổn định chưa? Dạ ổn định rồi chị. Rồi có để dành dụm tiền để kết hôn để lấy vợ chưa? Dạ cũng chút xíu. Lấy vợ mà con cô còn nhỏ chắc chắn là cô ở với em là cô sẽ đem con cô theo. Thì dạ. Em có ngại không? Dạ không ngại chị. Rồi rước hai mẹ con về nhà ở luôn phải không? Dạ. Rồi được. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh em không hút, ăn nhậu thì chút xíu. Nhưng mà không nếu mà người yêu gọi điện thì em chắc em hẹn lần sau. Chứ ăn nhậu em quan điểm em là bạn bè
không quan trọng bằng gia đình. Có nghĩa mình chưa có gia đình thì mình đi với bạn bè, còn khi đã có gia đình mà vợ gọi là mình phải, bồ gọi là mình phải đứng lên, phải không? Dạ. Hẹn bữa nay có việc rồi, có công hát cải lương nữa. Rồi. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm em không ngủ, em không nằm mơ, mà em không chuyên gia giật chỏ. Chuyên gia giật chỏ hả? Chuyên gia giật chỏ hả? Đó coi. Rồi, ít lắm. Mới nói chuyên gia giật chỏ bây giờ là ít lắm. Dạ, đôi khi em nằm mơ mà ác mộng quá em mới bị vậy thôi. À. Còn không thì em ngủ không có, em chỉ có khuyết điểm là ôm cứ ngắt thôi. Ôm ai cứ ngắt? Nói chung là hồi nhỏ em cứ lớn cũng vậy nữa. Em nằm cứ ôm, em ôm cứ ngắt á, hoặc là em không đá cứ ôm xuống á. Một là ôm cứ ôm cứ ngắt mà hai đá cứ ôm xuống. Dạ. Rồi mốt ngủ với vợ cũng vậy, một là ôm cứ ngắt, còn hai là giật chỏ đá xuống. Sửa chứ chị, chứ đâu phải vậy mà. Hồi xưa giờ em giật chỏ mấy người rồi? Nó hồi nhỏ thôi. À. Dạ. Rồi bây giờ là trải qua mấy mối tình rồi? Có một mối tình chị, quen được năm chia tay. Lý do tại sao chia tay? Em với bạn ấy không có hợp. Không hợp chỗ nào? Vì lúc nóng lúc nguội em cũng khó biết lắm. Lại đi chơi không có vui vẻ lắm, chứ em không có cảm giác. Không có cảm giác mà quen tới 1 năm. Rồi ai chia tay? Cô ấy chia tay. Với lại cô ấy nói cũng quen tùm lum la à. Cũng khó. Em thích điều đó lắm. Em không thích. Mà quen một người thôi, đừng quen tùm lum la. Rồi chia tay luôn, có một mối tình duy nhất đó thôi. Rồi em mong muốn tìm một cái người chồng tương lai là người như thế nào? Dạ, trước tiên là phải yêu thương con em đã. Sau đó là tôn trọng, tin tưởng rõ ràng. Ví dụ như là em có một mối quan hệ nào đó là em chỉ có tập trung vô một mối đó thôi. Rồi đó, anh này anh cũng mới chia sẻ đó. Bạn gái trước mà tùm quen lum la là anh không thích. Nào một người một phải chung thủy. Em có phải là người chung thủy không? Dạ, có chị. Rồi vậy em còn có tiêu chí gì, yêu cầu gì cho cái người bạn trai của mình nữa không? Dạ, thì nói chung là công việc là phải ổn định, để còn lo được cho mình, rồi sau này mình đúng có gia rồi. Đình, rồi vợ con nữa. Cái thứ hai đó là phải có chứng kiến chị, chứ đừng gió chiều nào theo chị đó. Nói chung với em là cái nhìn đầu tiên nó sẽ quan trọng. Có thiện cảm là sẽ có những lần tiếp theo. Phụ nữ cũng khó, cũng có chuẩn ha. Nhiều khi mình cũng nhìn bằng cảm xúc. Dạ đúng rồi. Nó như thế nào? Cái công việc của em cụ thể nãy em nói gì, nâng cấp Honda gì đó là nâng cấp sao? Xe máy. Xe máy là ví dụ cụ thể là em làm gì? Là một phục lên hai phục với nâng sơn xe chị. À, mà là làm cho công ty. Dạ, 8 giờ tới 6 giờ chiều về. Em làm công việc có lâu chưa? Làm được 4 năm chị. Rồi lương ổn định không? Đủ sống không? Dạ, ổn định chị. Ngoài ra có thu nhập gì thêm không, hay là chỉ là lương căn bản thôi? Ngủ đêm chị. Bây giờ chưa có ai thì em ngủ đêm cho công ty thôi. À, dạ. Ngủ đêm là có thêm lương. Dạ. Rồi em muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai như thế nào? Dạ, em muốn tìm là người đó thông cảm, hiểu cho em. Vui buồn phải chia sẻ cho em biết. Dạ. Mà bình thường bây giờ chị hỏi thiệt nè, ăn uống là ai lo cho em ăn uống? Ăn uống thì em lo, chứ chị hai em chỉ nấu, bà nấu sao ăn vậy thôi. Có nghĩa là chị nấu cho em ăn luôn chứ gì? Dạ. Tại thấy bộ vẻ thiếu ăn quá này nè. Tại em kén ăn lắm. Kén ăn hả? Kén ăn là kén sao? Trời ơi, phải ăn cho nhiều vô cho mập mạp xíu cho có sức khỏe chứ. Phải có người hối thúc mới ăn nữa chị. Mà có khỏe không? Bình thường khỏe chị. Còn cái gì, những cái gì của phụ nữ mà em ghét? Ghét nhất là ngoại tình chị, với cờ bạc. Ngoại tình với cờ bạc nè. Trời ơi, có ngoại tình cờ bạc không em? Không. Nghe thấy ghê quá. Phụ nữ ngoại tình với cờ bạc. Rồi em có đem hình theo không em? Dạ có. Coi coi. Rồi kiếm đi. Có anh ấy ở trọng á. Đó. Có cô trọng á. Trời, cô nào cũng đẹp hết trơn, khó lựa quá. Dạ, chắc là cái anh này. Đâu, cô anh nào? Dạ chắc cái anh này. Sao em chọn anh đó? Thì nãy nói ảnh nói anh hơi ốm, em nghĩ anh này ốm. Đâu là hồi tôi không biết luôn á, thôi để lát hồi hỏi ảnh đi. Nhìn hình lạ quá. Đây, chọn ai? Áo trắng chị. Áo trắng. Lý do tại sao chọn cô áo trắng? Trẻ hơn chị. Trẻ hơn. Đứng kiểu chơi hai cái đũa kiểu á chị. Hai cái đũa kiểu là là thích cái gì? Ấn tượng phải không? Không biết là đúng hay không. Rồi, muốn đúng hay không? Mời các bạn nhìn vào cánh cửa trái tim. Xin mời hai bạn. Rồi, giờ sao? Đúng hay sai? Sai rồi chị ơi. Sai rồi chị ơi. Còn bên kia sao? Đâu hỏi ảnh coi cái tấm hình ảnh coi, chị cũng không biết phải ảnh không nữa. Em chọn tấm này. Hình như sai luôn đúng không? Sai luôn. Nhưng tấm này mới đúng. Đúng rồi, bởi chị cũng thấy lạ lạ, sai sai rồi. Nhưng mà... Rồi, bây giờ sao bị phạt? Em cũng bị phạt nữa đó, bởi vậy hai người trao đổi hình phạt với nhau đi nè. Vậy thôi, cùng sai thì cùng sửa chứ không cần phạt. Nhưng mà chị thấy em với ảnh là cũng tương xứng với nhau đó. Trời ơi, về rồi ráng nuôi nhau cho nó mập lên chứ thế. Năm cái hít đất liền, thể hiện sức mạnh. Có thể lo được cho mẹ con người ta chứ. Trời ơi, đó, đó. Một, hai, rồi hít sâu dữ ha. Ba, ập mặt xuống dưới luôn nè. Bốn, năm. Rồi,
Rồi bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để đôi trẻ trò chuyện với nhau cho kỹ hơn. Em nhờ chị Tường lấy giùm em. Lấy cái gì? Bó hoa. Hoa ở đâu? Hoa ở ngoài chị. Trời, sao nãy vô không đem vô luôn? Tại không shipper nó mới đem lại. Trời ơi, rồi shipper đem hoa vô đây. Dạ, cảm ơn. Tặng cho em á. Tặng cho em bó hoa đẹp quá. Cho anh, tối qua 10 giờ em mới đi mua được. Rồi, cảm ơn. Đây, em. Cái cuốn sách này anh có thời gian anh nhớ đọc nha. Em cũng mong rằng là một là anh có thể tìm thấy mảnh ghép của anh là em hoặc là một người khác, ai cũng được nha. Rồi, cảm ơn. Trời ơi, mảnh ghép mà ai cũng được. Tìm mảnh ghép thiếu. Rồi, hy vọng mảnh ghép thiếu hôm nay là cô ấy ha. Dạ. Rồi bây giờ có hoa, có quà đầy đủ hết rồi. Bây giờ mình ăn cho no cái bụng đi. Hai bạn ốm quá. Ăn cho nhiệt tình vô rồi mình vừa ăn vừa tâm sự nhau. Bây giờ tôi mời hai bạn thưởng thức một món ăn cũng rất là đặc biệt của nhà hàng Maria Sài Gòn. Đây là món nghêu Pháp nha quý vị nha. Đây là một cái món ăn mang phong cách châu Âu với vị ngọt từ thịt nghêu và các cái vị béo ngậy từ bơ, sữa. Ăn là vô mọc đó, hình như nhà hàng biết lựa món ăn cho tụi em luôn, nó có bơ sữa luôn đó. Rồi vừa ăn vừa tự tin tâm sự chút xíu, tự quay lại nha. Đó. Anh gấp cho em cho. Dạ. Được rồi anh ơi. Dạ, cảm ơn. Được rồi. Đến. Rồi, anh cũng ăn đi. Rồi, em ăn ngon. Anh có muốn hỏi gì về em không? Tại gặp mặt lần đầu không thấy nó chưa quen hơn thì nói ít. Chứ quen là anh cũng nói nhiều lắm. Nói nhiều nhất đầu quá. Thì chương trình cũng có thời lượng thì giờ anh hỏi đi. Em là cô giáo mầm non. Trước đây thôi, còn hiện tại em làm quản lý, không có dạy nữa. Đó là lên chức rồi. Mới thôi cũng gần một năm mà. Cũng chưa biết nữa. Em không thích gì nhất nguồn chai. Em hả? Nói chung là cũng không có đặt ra cái tiêu chí gì cao hết. Nói chung là cái thiện cảm từ lúc đầu thôi. Nếu mà có thiện cảm thì sẽ có những lần thứ hai, thứ ba, thứ tư gặp mặt đó. Em không có nói trước. Anh thì không khuyết điểm anh rất nhiều. Nhưng nói chung là ai cũng có khuyết điểm hết. Đúng rồi. Mình chỉ là chia sẻ cho nhau thôi để mình sửa cái khuyết điểm đó. Chia sẻ nhưng mà anh phải giảm bớt nha. Chứ anh chia sẻ cho người ta gánh giùm anh là không được. Đúng không? Đúng rồi. Hả? Rồi công việc của anh là làm từ thứ hai cho tới thứ? Không, em là có công ty của anh nó làm suốt luôn. Là chủ nhật cũng làm? Chủ nhật làm luôn. Nhưng mà muốn nghỉ là phải hỏi anh em có nghỉ trùng không? Chứ xe tour được mà đúng không? Thông báo trước. Dạ. Còn em nghỉ dễ không? Dạ em cứ có lịch thì em nghỉ thôi. Có lịch em nghỉ thôi. Ăn chưa? Ăn nghêu, sữa, trứng rồi bơ ăn vô. Mời dạ anh ăn đi, chứ tự nhiên đi. Nó em mập. Sáng em muốn có ăn rồi thì... Bạn này chưa có gia đình. Dạ. Đôi lúc với đàn ông nữa dễ dãi. Em là phụ nữ rồi đã gãy đổ rồi luôn rồi. Dạ. Quan điểm về cái tình yêu để tiến tới hôn nhân là một cái tình yêu như thế nào? Dạ, trước tiên là phải tôn trọng nhau chị. Nữa là phải biết bao dung nữa. Tại vì cái hoàn cảnh của em là khó lắm. Có gì đâu khó. Bây giờ trời biết bao nhiêu con người mẹ độc thân. Bây giờ đâu còn lạ nữa đâu. Đâu còn hiếm nữa. Bây giờ chuyện này nó bình thường lắm rồi. Mình đừng có nghĩ là mình khó hay gì hết trơn. Mình nghĩ vậy là mình khó thiệt. Mình cứ bình thường, thoải mái, nhẹ nhàng. Bây giờ nhiều phụ nữ, nhiều người mẹ đơn thân lắm. Sao là do suy nghĩ của em? Với là em có nghĩ em là người khó tính không? Dạ có chứ chị. Sau mà một lần mình gãy đổ như vậy, mình khó chịu hơn. Như những cái chuyện ví dụ như mới gặp có 2-3 lần mà rủ đi vô mấy cái chỗ mà nhạy cảm là em không thích. Hồi xưa chưa thì mình rủ người ta đi đúng không? Đó nên là bởi vậy. Bây giờ á, mình bị như vậy rồi, mình hiểu. Mình biết cái nào tốt, cái nào xấu, mình rút kinh nghiệm thôi. Nhưng mà nếu mình có những cái nhìn quá khắt khe hoặc chưa gì mình đã đánh giá người khác, vậy biết đâu lại là tội nghiệp cho cái người đến sau. Đúng không? Tự nhiên ông nào đâu quậy phá vô, tự nhiên giờ cái khó khăn cái dồn lên cái ông tới sau, tội nghiệp ổng. Biết không? Cho nên là mình đôi lúc mình cũng phải là nhẹ nhàng, thoải mái, mình mở lòng mình ra một chút xíu cho người ta cơ hội thì người ta mới tiếp cận được. Bây giờ anh ta chị Tường có mấy cái lá bài ha. Mình sẽ bóc thăm là mình đọc lớn là những cái yêu cầu trong này rồi mình sẽ thể hiện hoặc là mình sẽ làm theo. Chia sẻ cảm giác của bạn nếu vợ chồng của mình say nắng người khác. Rồi. Nếu như giờ chồng của em mà say nắng người khác thì em sẽ cư xử như thế nào? Em phải coi mức độ đó chị, nhiều khi mới say nắng thôi mà cũng đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà nếu mà em không có phản ứng gì thì em say luôn à? Đó, mình phải ngấm ngầm theo dõi chứ. Rồi thì đó, em làm gì em xử lý chồng em sao? Em nói thử bây giờ nè, em thấy ảnh thấy gì đi làm 6 giờ về mà tự nhiên ngày nào cũng 8-9 giờ mới về. Em rình rập, em thấy có tin nhắn trong điện thoại hay là có cái gì đó nó mờ ám.
Rồi em theo dõi em thấy là tối 8 giờ anh đang ngồi ăn tối với một cô gái khác. Đó, rồi tối đó về em xử trí thì sao? Dạ thì em cũng mới đầu lúc đó em thấy rồi đó, em đi theo Đình em thấy là đang ngồi với một cô khác. Rồi em về nhà em sẽ chờ. Chờ về nhà chờ chứ không nhào vô. Đúng rồi. Mình văn minh mà chị, đâu có làm ông sầm được. Rồi. Rồi khi nào mà ảnh về thì em thẳng thắn nói chuyện. Nói sao? Thì em nói rằng là cái nhà kế bên hai chồng mới đánh nhau. Ảnh với ảnh cũng hỏi vì sao, kêu là cô vợ bắt thấy chồng của cô ấy ngoại tình. Trời ơi. Đó, em chỉ nói vậy thôi. Em kể anh nghe vậy để anh biết nhà người ta như vậy đó, còn nhà mình là mình phải tự biết giữ gìn. Coi như là mình hăm dọa trước. Dạ đúng rồi. Chứ mình coi thái độ của ảnh. Ông sầm nên làm gì? Rồi thí dụ như em là ông chồng lúc đó cô vợ cô nói như vậy rồi thì em trả lời em có giật mình không, nhột nhột không? Giật mình chị, sợ thấy mình sợ lắm chị, năn nỉ á. Ủa vậy năn nỉ là mình tự thú hả? Thí dụ mà nếu mà mình năn nỉ là không thì mình phải chịu thôi. Giờ mời món ăn cho người ta, đút cho người ta ăn thì người ta bắt mình thôi, người ta không nói, người ta nói khéo rồi mình sợ. Nhưng mà mình trong lòng mình đâu có vụ đó. Không có, đi ngồi ăn đi hẹn hò với cô khác đi ăn mà không có. Thì bạn bè hẹn ăn cứ chuyện bình thường thôi. Trời ơi, bạn bè đi ăn mà rinh rinh đập đập. Thôi để tôi coi. Tôi sợ đó chị. Mày mốt xảy ra tình trạng nó coi xử trí làm sao nha. Rồi bóc đi. Đập lớn lên chị nghe coi. Hai bạn sắp có một đứa con đầu lòng. Hai bạn sẽ chuẩn bị những gì để chào đón bé hãy tưởng tượng. Rồi, đó, đây chưa có con là tưởng tượng thử coi. Bây giờ nếu trường hợp hai bạn quen nhau một năm, lấy nhau rồi vợ bạn bắt đầu có chuẩn bị có đứa con đầu lòng, bạn sẽ chuẩn bị những gì? Nhất á, là không chuẩn bị là tiền cho bác sĩ á. Thứ hai nữa tả với tả cho em bé với quần áo á, cho mặt á. Đó, thứ ba nữa là không là phải hỏi vợ ăn gì để bồi dưỡng. À được, vậy thôi á. Tiền cho bác sĩ, tả sữa quần áo, rồi vợ ăn gì. Sao hay vậy, đang tính chuyện của con không có lòi vô vợ ăn gì trong này nữa. Tại không vợ ăn là mổ hoặc đẻ ước là mất sức. Phải bồi dưỡng. Quá tâm lý luôn, tôi nhìn tôi thấy ông khờ khờ, tôi tưởng đâu ổng nghe nhưng mà rất sâu sắc nha. Câu hỏi là chỉ hỏi cho con thôi mà còn trả lời mẹ vô, không có mẹ làm sao có con đúng không em? Được, tôi thấy cặp này tôi chịu đó. Rồi bây giờ nè, cho em một cơ hội để thể hiện bản thân nè, trước khi đưa ra cái quyết định có bấm nút hay không. Cô này cũng khó tính lắm nha. Bây giờ em tiến qua đây, em nói với cổ vài lời, em muốn nói gì em nói, sao mà em thuyết phục được cổ. Bây giờ trước tiên là em thích cổ không? Dạ cũng thích, nhưng mà lần đầu chắc em không thật nhát nhát đó. Em nhát phải không? Đó, bây giờ chị tạo cơ hội cho em đi qua bên đây, tự tin lên, ráng qua thể hiện coi, nãy hít đất đồ nó mình cũng mạnh dạn lên, muốn nói gì đó mình thuyết phục cổ coi. Em cho anh cơ hội gặp gặp nhau để mình hiểu nhau nhiều hơn nữa. Anh thì không, lúc đầu thì anh nhát lắm, sau quen rồi anh không hết nhát. Mà hết nhát là sao, dẫn em đi coi phim thôi. Mà coi phim thì anh thích nhất là coi phim kinh dị, phim coi hài. Nhưng là không có dẫn vô mấy cái chỗ gì mà bậy bạ phải không? Không. Có phim kinh dị ma thì anh coi. Nói gì nữa? Em có thích kinh dị ma không? Dạ thích. Rồi hẹn hò ở đâu? Hẹn hò thì ổng, nếu mà em không có thời gian á, là ổng gần chỗ em thì anh sẽ qua em. Hẹn em công viên hoặc đi vô mấy chỗ quán phim hóc môn đó để coi. Gì hóc môn? Hóc môn là ở đâu? Hóc môn chỗ em mà. Còn chỗ bạn gái, nếu mà bạn không có thời gian. Còn nếu mà em có thời gian thì anh dẫn em ở quận 3 hoặc quận 6 đó, có nhiều chỗ phim lắm, gặp lớn lắm. Đó. Một câu chốt lại. Em cho nắm tay đi, xin phép. Em xin cho anh, xin phép cho anh nắm tay em làm quen. Dạ. Rồi nắm rồi, giờ mới nói một câu một thôi. Hôm nay gặp em thì anh cảm thấy như thế nào, hay là em là người như thế nào mình nhận xét? Hôm nay anh cảm thấy em dễ thương, hiền lành. Nhưng mà anh thì chưa tiếp xúc nhiều thì anh chưa hiểu rõ về em. Em cũng vậy đúng không? Rồi. Dạ rồi. Thì sao? Dạ. Thì sao? Thì chúng mình cho nhau cơ hội để quen nhau. Tự nhiên ông nói câu đầu ông bỏ câu sau vậy trời. Dạ. Rồi được rồi, cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn đặt tay lên nút bấm này, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì phải nhấn mạnh nha. Còn nếu mà không đồng ý thì chúng ta lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Rồi hết thời gian. Sao em gái không nhấn? Dạ nói chung là lúc anh nắm tay em là em không có cảm giác gì hết. Rồi nếu anh không có nắm tay thì có nhấn không? Chắc chắn chị sẽ kêu anh nắm tay, em biết mà. Hay quá, chị đâu có kêu, tại dưới mới quay phim mới kêu, chị không hề kêu.
cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Buồn chị. Buồn chị ha. Thôi thì giờ chị cũng đâu biết nói sao, chị Tường cũng cố hết sức nói giúp vô cho em rồi, em thấy không? Dạ. Nhưng mà này là cái nhân duyên của các bạn, mình cũng phải tôn trọng, nhiều người ta chưa có rung động thì mình cũng đâu biết sao đâu. Thôi biết đâu giờ mình làm bạn đi, mình ra ngoài tìm hiểu thêm đi coi sao ha. Dạ. Rồi, mời hai bạn đứng. Ừ, Nghĩa giới thiệu đôi nét về bản thân mình nè, có phải đến từ Quảng Ninh không nhở? Em đến từ Hà Tây chị ạ. Thế à, rồi. Nghĩa giới thiệu đôi nét về bản thân mình, họ, tên, tuổi, công việc, quê quán hiện tại của em nhé. Em thì sinh mùng 6 tháng 10 năm 1992. Tên đầy đủ của em là cái gì nhỉ? Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội. Em là cái gì Nghĩa nhở? Đào Mạnh Nghĩa chị ạ. Đào Mạnh Nghĩa. Dạ. Nghĩa sinh năm 1992 đúng không? Dạ. Rồi, đang làm công việc gì? Em đang kinh doanh quán nhậu nhỏ ở thành phố Biên Hòa chị ạ. À, đang kinh doanh quán nhậu, là quán nhậu của em luôn hả? Dạ. Nhỏ là nhỏ cỡ nào, bao nhiêu bàn? Đấy cũng tầm còn 5-70 bàn gì đó chị ạ. Trời ơi, 5-70 bàn là quán nhậu nhỏ. 5-7-10 bàn ấy. À, trời ơi, 5-7-10 bàn, tức là maximum là 10 bàn, đúng không? Dạ. Là đến lâu chưa Nghĩa? Em vào từ năm 2017 chị ạ. Rồi em vào đây có ai không? Em có một vài chị gái. Dạ, chị gái rùa chị ạ. Rồi kinh doanh thì doanh thu hàng tháng hay ổn không Nghĩa? Cũng tùy chị ạ, tháng thì cũng được khoảng 10-15 triệu, có tháng được khoảng 20 triệu chị ạ. Này, đây là trừ hết rồi là doanh thu nhập trung bình đấy đúng không? Dạ dạ. Vậy ở dưới bên ngoài là có nhà cửa, đất đai gì chưa? Quán đây em vẫn thuê chị ạ. Ý là mình đã mua đất, mua đai gì ở dưới bên ngoài chưa nhỉ? Dạ em chưa chị ạ. Rồi mình kinh doanh quán nhậu là chuyên, có chuyên về món nào không hay là tất cả các món? Em chuyên về vịt gà nướng và các đồ nướng chị ạ. Hèn chi là đặt cái nickname là Nghĩa Vịt đấy đúng không? Dạ đúng rồi đấy ạ. Quê em là Việt Vân Đình nhé. À, quê Việt Vân Đình đúng không? Đúng rồi đấy. Trong này mình cũng mang Việt Vân Đình vào đây để mình ấy hả? Dạ. Và vận chuyển vịt từ ngoài Ứng Hòa vào đây. Đâu, lấy trong này chứ, chỉ mang gia vị vào thôi. Mang theo cái nguồn gọi là... Bí kíp vào thôi. Bí kíp đúng không? Dạ. Chuyên vịt cỏ Vân Đình đấy đúng không? Đúng rồi chị ạ. Rồi, em có điểm mạnh điểm yếu gì nè? Em thì nếu mà có điểm mạnh thì em chẳng có, chỉ gọi là điểm yếu thì mình hay là ít nói thôi chị ạ. Nên điểm mạnh chẳng có, thế em kinh doanh thì ai là người đầu bếp? Em có một mình ạ. Như thế là điểm mạnh của em rồi còn gì nữa? À, như thế là gọi là điểm mạnh là nấu ăn nha chị. Đúng rồi, nấu ăn này một mình điều hành quản lý này đúng không? Thế thì không biết thì đâm ra bây giờ là vẫn ế đấy chị. Em có mấy nhân viên, có nhân viên chạy bàn không? Trước thì em có thuê hai người mà giờ đang xuống em cũng làm một mình à. Rồi một mình thì làm kịp không? Vẫn kịp chị ạ, nhiều khi có bà bác ở bên hàng xóm và phụ hộ. Rồi, còn chị gái trong này làm gì nào? Bà chị em thì bán tạp hóa thôi. Có hát hò thì được không Nghĩa? Nếu đi hát karaoke có phần hình thì hát được chị ạ, còn hát bình thường, hát chay thì khó nghe lắm. Thôi hát chị một đoạn hát chay chị nghe thử nó khó nghe chỗ nào nè. Khó nghe lắm chị ạ. Mới cả không thuộc đoạn nào ấy. Không thuộc đoạn nào hả? Dạ. Rồi. Thế thì đã qua trải qua mấy mối tình rồi. Em thì có một vợ một con rồi, nhưng mà em ly hôn được mấy năm rồi. 3 năm rồi. Ly hôn. Là vào đây mới ly hôn hả? Dạ. Rồi em ly hôn từ 2019 rồi. Tại sao lại ly hôn với em? Mấy con em mấy tuổi rồi? Con em được 4 tuổi chị ạ. Lý do ly hôn là gì này? Chắc do mình nghèo quá thì vợ đi làm công ty đi theo thằng khác chị ạ. Là vợ cũng vào Biên Hòa với em thôi đi làm công ty. Đâu, vào đây được tháng hơn tháng thì bắt đầu là về là ly hôn rồi chị ạ. Rồi mới vào có hơn tháng thôi đã quen được người khác rồi hả? Vợ em lấy nhau được có 5 rưỡi à? Thì em cưới xong là em mới vào đây đúng không? Đúng rồi. Em mà cưới
Em cưới 2018 thì 2019 thì ly hôn. Ngày em vào đây 2017, xong rồi vào đây em mới cưới vợ. Thì là 2017 thì em có vào vào được gần 15 thì em được ra. Là vợ cùng quê hả? Vợ em ở Lạng Sơn chị ạ. Rồi bây giờ con ai nuôi, con trai hay con gái? Con trai em nuôi chị ạ. Là vợ bỏ đi, là bỏ đi một mạch luôn. Dạ. Là để con lại cho em nuôi chứ không phải là ra tòa hòa giải hay cái gì hết. Đâu, ra tòa thì họ không nhận nuôi mà. Thì đó, ý là ra tòa các là đi luôn, không có nhận nuôi con đó. Đúng rồi. Bây giờ có về thăm con không? Em thì 15 khi về lần, 2 lần chị ạ. À, con là gửi ra nội hả? Con, bố mẹ em nuôi ở quê. À, dạ. Ok. Mẹ từ lúc ly hôn đến nay có tìm hiểu ai khác không? Em chưa chị ạ, bận làm quán suốt, ngày ngày nào cũng đi chơi đâu. Rồi giờ ví dụ như có bạn gái rồi có thời gian để hẹn hò không? Mà bận như vậy thì có thời gian hẹn hò không? Nếu mà ở khu bên Biên Hòa chắc được đấy chị ạ. Thì tiền theo cô là nó càng càng giản dị thì càng tốt chị ạ. Rồi càng giản dị thì cỡ nào này? Nói cho chị nghe cái mẫu người xem nào. Cứ giản dị chân quê mộc mạc như còn nông thôn đấy chị ạ. Rồi về ngoại hình thì sao, tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì cả chân nhau 1-2 tuổi hoặc là hơn kém nhau 1 tuổi cũng chẳng quan trọng chị ạ. Lớn hơn em 2-3 tuổi được không? Được chị ạ. Rồi ly hôn nuôi con giống em được không? Cũng được mà chị, sao đâu. Con họ cũng là con mình, sao đâu mà. Con nào mà chẳng là trời. Nhưng mà em có định đón con em vào đây nuôi không? Dạ. Em có định đón con vào đây nuôi không? Chắc không chị ạ. Bố mẹ em bỏ đón vào mà bố mẹ em không cho vào. Tức là nhà em là chỉ có 2 chị em thôi à? Nhà em 3 chị em. Nhà em là con út hả? Dạ. À, nên là cháu con em là cháu đích tôn đấy, đúng không? Đúng rồi đấy chị ạ. Nên là ông bà cưng, ông bà không muốn cho đi. Ta đang ở cùng ông bà từ nhỏ, đi vợ em đi từ lúc con mới được có 9 tháng à. Vậy hả? Dạ, nó bé à, xong là từ ông bà nuôi, ông bà quấn nó cũng bảo là cho vào đây học mà ông bà không có cho à. Nhưng mà từ lúc mà ly hôn thế này thì vợ em có thăm con hay là có liên lạc gì không? Trước thì Lâm nó về lần, mà bây giờ mấy năm nay không thấy nó về chị. Rồi, giờ quê quán các bạn gái thì em không muốn ở đâu? Em thì em muốn ở ngoài miền Trung, miền Bắc thì càng tốt chị ạ. Tại vì sau này vẫn chỉ hướng về quê mà. Chị ở trong miền Tây thì xa xôi quá, mà sau này lại khổ. Nếu mà không may có lên duyên đấy thì lại khổ cho cả hai chị ạ. Không may lên duyên. Thì thế, bởi thế. Từ miền Tây nó xa chị, mỗi lần đi về đi xa xôi cách trở ra. Rồi. À, rồi về công việc của bạn gái em có yêu cầu gì không? Em chẳng yêu cầu gì nhiều đâu chị ạ. Thì làm lương tầm chỉ tầm làm được lương tầm khoảng 4-5 triệu là được rồi chị ạ. Có công việc là được đúng không? Dạ. Ok. Rồi, nếu mà có được đi ghi hình tìm được người phù hợp á thì mang quà lên tặng bạn gái con bịt quay được không? Như thế thì ngại quá chị ạ, thả tặng cái gì mang mình quay đấy thì sợ mỡ quá. Không, không có gì hết á, mình mang mình thấm cho nó dầu mỡ lên, coi như tay nghề của mình, thể hiện cái tay nghề của mình chứ có gì đâu. Thôi chị ạ, ngại lắm, tính em nhút nhát từ xưa đến giờ lên thấy ngại lắm, bao nhiêu người nhìn, xấu hổ chết. Không, không có ai nhìn, thay vì mình phải đi mua món quà mấy trăm nghìn, mình mang cây nhà lá vườn mình đi. Mình vừa thể hiện được cái công việc của mình vừa cho bạn gái thấy là ở anh như thế này nè, anh đơn giản như thế này nè, chứ có cái gì đâu. Vậy à? Dạ. Ừ. Đúng không? Ví dụ như bây giờ nha, em mua một cái món quà, một cái hộp sô-cô-la hay cái gì đấy, nó cũng là mấy trăm ngàn rồi, đúng không? Dạ. Tự dưng mà về chưa chắc người ta đã sử dụng. Mà em vẫn thấy ngại chị. Không ngại đâu, không có gì đâu, bao nhiêu người ta mang lên rồi có sao đâu, nha. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn Nghĩa nhiều, có gì chương trình sẽ liên hệ với em. Dạ, có lịch của bạn gái phù hợp, ha.
Dạ dạ em chào chị ạ. Ừ chị chào em. Dạ dạ. Nha, anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình ha. Vâng dạ. Em chào chương trình ạ. Dạ. Vâng em đây là Đinh Danh Trường, em sinh ngày 17 tháng 11 năm 1987. Em quê ở Ninh Bình, hiện tại em đang ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Ở Hà Nội rồi. Công việc của mình là lái xe như thế nào? À, em cụ thể. Làm buôn bán kinh doanh ạ. Em làm bên buôn bán hoa lan. À, buôn bán hoa lan. Thế vậy anh đang đi đâu ấy? Cái công việc của anh có phải di chuyển thường xuyên không? Em nói chung là buôn bán ấy, công việc kinh doanh buôn bán thì nói chung là đi nhiều. Em đang đi công việc. Rồi. Anh thường là một con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Em thì em ly hôn một lần. Con gái 9 tuổi ở với mẹ. Rồi. Con gái ở với mẹ. Rồi. Mình sống với nhau bao nhiêu lâu mà tại sao ly hôn? Bọn em cưới nhau từ 2013 thì ly hôn tháng 4 2021. Nói chung là sống lâu mà. Vâng. Để tan vỡ thì nó cũng có nhiều lý do lắm, nhưng mà nói chung là đại loại là không cùng quan điểm. Nhưng mà mình sống với nhau bao nhiêu năm rồi, bây giờ anh bảo không cùng quan điểm thì bây giờ phải là không cùng quan điểm gì? Đó, để mà mình để bọn em tìm cho anh những cái người mà nó cùng quan điểm hơn ấy, hiểu không? À mình thì mình cũng không có điều kiện gì gọi là đâu, nó đơn giản thôi. Vâng, nhưng mà cái lý do mà chị ly hôn của mình là gì? À ly hôn á, lý do á? Nói chung là vợ chồng bất điểm, đóng quan điểm này làm ăn buôn bán thì nó không được giống ý nhau. Vì ngày trước mình làm bên tập đoàn Than Khoáng Sản miền Bắc, mình làm 11 năm. Là mình nghỉ thì vợ không đồng ý. Nói chung là để mình chuyển sang làm lan đột biến đấy. Rồi. Ok, em cảm ơn anh. Bây giờ ấy, thì hiện tại là con gái 9 tuổi đang ở với mẹ đúng không? Ừ, đúng rồi. Anh vẫn có trách nhiệm liên lạc thường xuyên với cháu chứ ạ? À? À đúng rồi, mình cuối tuần là mình đón. Cuối tuần là đón con về chơi. Ờ, mình đón con về chơi. Rồi, ok. Bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào nhỉ? À mình thì cũng không đòi hỏi gì cao lắm đâu, nói chung là tìm một người nó đồng cảm được với mình thôi. Ngoại hình? Về ngoại hình của bạn đó thì anh mong muốn là như thế nào? Chiều cao bạn đó ra sao? Mặt mũi bạn đó như thế nào? À nói chung là cũng không nên xấu quá. Nói chung là gọi là nhìn được rồi. Nhìn được chiều cao? Cao thì cái tầm 1,5 m trở lên là ok rồi. Vị trí vùng miền và bạn đó làm công việc gì thì hợp lý? À thì ở miền Bắc đi. Ở miền Bắc. Vâng. Công việc gì anh? Công việc thì kinh doanh buôn bán thì càng tốt, không thì nói chung là công việc không quan trọng, kể cả đi làm thuê cũng được, chả sao cả. Làm thuê cũng được rồi, miễn là đi làm ha. Đúng rồi. Rồi, ok. Rồi bây giờ có cái người mà cùng cảnh ngộ ấy, cũng là đổ vỡ xong cũng có con y chang như mình ấy, thì mình có về góc gạo thổi cơm chung được không? Được, được bạn ạ. Tuổi tác thì anh muốn mong muốn như nào? Tuổi à, tuổi kém tuổi hay lớn hơn hay bằng tuổi? Kém hơn đi mà kể cả là hơn 1-2 tuổi cũng được, chả sao cả. Rồi ok. Bây giờ chương trình là quay ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì nếu mà tìm được cái người phù hợp ấy thì anh có thể sắp xếp công việc để vào bay vào được, một chuyến được không? Được rồi. Bạn ơi, cứ bay vào đấy xuống.
Dạ rồi, ok, em cảm ơn anh Thường nhé. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen đấy ha. Nếu mà anh được chọn cho vòng ghi hình ấy thì sẽ có biên tập liên hệ trực tiếp với mình nhé. Ok bạn. Giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình ha. Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán. Tên là Lưu Văn Thọ, sinh ngày 19 tháng 9 1991, quê Nghệ An. Lưu Văn Thọ, 1991, Nghệ An. Đúng ạ. Rồi. Rồi, bây giờ hiện tại anh Thọ đang làm công việc gì? Em đang phục vụ trong dầu khí ở Vũng Tàu ấy. À, đang công tác dầu khí ở Vũng Tàu. Dạ. Anh có thể chia sẻ chút xíu cụ thể hơn cho em mà anh sẽ làm về cái mảng nào không? Em làm bên dịch vụ dầu khí ạ. Làm bên là bên buôn bán hay sao? Trong dịch vụ phục vụ cho dầu khí, cho giàn khoan này. À, phục vụ cho giàn khoan rồi. Anh vậy là một gia đình là mọi người vẫn đang ở Nghệ An hay là như nào? Có hai chị ở Vũng Tàu với lại gia đình ở Nghệ An. Có chị ở Vũng Tàu ạ. Dạ. Rồi, anh Thọ là con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh thì em thì mỗi cái một ít thôi, không có điểm mạnh. Có chơi thể thao không? Dạ em có anh chơi thể thao, thích chơi Chơi thể thể thao. à, thế chơi môn gì anh? Em đá bóng với lại tập thể hình. Rồi. Anh là cao mét mấy anh Thọ hè? Cao 1m68. Rồi, ok. Rồi, thế bây giờ cái điểm nào là điểm yếu mà mình cảm thấy mình chưa được trong công việc đó, là như là trong chuyện tình cảm? Em điểm yếu thì chỉ có chắc ít nói. Ít nói về ít quan tâm đến người khác. Rồi, ít nói ít quan tâm người khác. Dạ. Rồi. À, tình trường của mình như nào ạ? Tình trường thì em có một mối tình mà cùng chia tay cùng lâu rồi, tổng 5 6 năm. Chia tay 5 6 năm. Thế sau khi chia tay mối tình đấy thì cũng có đi tìm hiểu nhiều người không? Cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng không 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 đi được đến đâu. Anh cảm thấy là lý do là sao? Chắc mình là người hơi khó gần, ít nói nên khó gần. Ít nói khó gần. Rồi. Cái mối tình mà chia tay cách đây 5 6 năm ấy là anh yêu cái chị đấy là khoảng bao nhiêu lâu? Khoảng 1 năm rưỡi. Quen vậy cũng dài dài mà tại sao lại chia tay ha? Vì có nhìn nhiều cái nó không 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 nhiều điểm nó không được chung là cũng cảm Ví thấy không dụ, hợp đấy. ví dụ cụ thể. Ví dụ thì nhiều khi cái chỗ em thì lúc trước thì em muốn về quê nhưng mà bạn đó thì lại không không thích về ấy. À, bạn đó cũng đang ở trong Bà Rịa luôn. Và đó lúc trước ở Đồng Đồng Nai. À, đó. Bạn đó không muốn về cô, bạn đó cũng là người Nghệ An. Về Trung Quảng Bình. Không muốn về không cùng quan điểm cái đó, thế nên là ai là người chủ động chia tay? Đó chủ động chia tay. Rồi. Ok, bây giờ anh mong muốn tìm được một người bạn gái như thế nào? Nói về ngoại hình, tính cách, tất cả mọi thứ. Ngoại hình thì bình thường là được, còn tính cách thì cũng bình thường thôi, không hiền lành là được anh, Bình không cần phải thường. Rồi. Vị trí vùng miền. thế thì
cùng quê được thì càng tốt, còn không thì em muốn quen bạn ở miền Trung. Tuổi tác sao ạ? Tuổi tác thì không không đặt thành vấn đề anh. Có thí dụ bây giờ bạn gái mà có từng đổ vỡ trong hôn nhân có chấp nhận không? Không được anh, em thì vấn đề đó em thì không không quan trọng vấn đề đó. Có con có được không? Cũng được. Rồi. Ok, em cảm ơn anh Thọ nhá. Thì ngày hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên, nếu mà anh được chọn vào vòng ghi hình nhé thì sẽ có biên tập làm việc nội dung kỹ hơn với anh nhá. Xong rồi mời anh lên thành phố Hồ Chí Minh ghi hình. À, chào anh.